Đấy, lại về là một chiếc xe rất là đẹp luôn các bác nhá. Form súp gầm cao mà giá của nó chỉ có hơn 300 triệu thôi ạ. Vâng, chưa đến 340 triệu. Vâng, chỉ 338 triệu chiếc xe này thôi. Bác nào mà nghe đến đoạn này mà bỏ qua chiếc xe này thì thôi, chia buồn với các bác. Đây là một chiếc xe rất là đẹp luôn, kính còn zin toàn bộ, xe cam kết cho bác là không có lỗi lầm, không đâm va tai nạn ngập nước, mỗi tội là nó hơi bị già theo năm tháng thời gian rồi. Cái này thì nói thật các bác, trông không tránh khỏi đời 2007 mà lại gặp phải ông chủ mà gọi là đi như phá, nói thật các bác là cũng vậy thôi. Thế nhưng mà con này thì được cái là bác ấy đi gọi là dùng ok. Xe đi mới được có 17 vạn mai, tính ra là nó rơi vào tầm 17 cộng với 10 đi, gọi là 25-26 vạn km đấy ạ. 25-26 vạn km đối với một chiếc xe của Nhật Bản thì nói thật các bác là không làm một cái gì cả. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Dòng này là một cái dòng xe bền lành, và những bác nào mà ở nước ngoài ấy, các bác nhìn cái dòng này thì các bác biết đây là một cái dòng xe rất là thịnh hành tại thị trường thế giới luôn các bác nhá. Form súp gầm cao, máy khỏe, đi thì rộng rãi, tiện lợi, và cái dòng này thì nó đi rất là bền lành. Động cơ của nó bằng 2.4 bằng những chiếc xe Camry sedan. Thế nhưng mà được cái là cái dòng này thì vừa là gầm cao, vừa là thoáng, đấy, tất cả các chức năng hoạt động bình thường, và đây là một chiếc xe nhập khẩu Nhật Bản luôn các bác nhá. Nên là những cái dòng này thì nó rất là chất, nó xe nó cứng luôn, không hề có lỗi lầm. Và chiếc xe này thì bên em cam kết rồi đấy ạ, không có đâm va tai nạn ngập nước và hơi bị bụi bẩn tí vì là con này chưa có rửa dọn gì đâu. Xe vừa về cửa hàng em xong, đấy, giấy tờ hồ sơ thì đầy đủ chuẩn chỉ luôn. Và con này thì chính chủ biển Hà Nội 30K6484. Đấy, một chủ từ mới luôn đấy các bác nhá. Và giấy tờ hồ sơ bây giờ rút được hồ sơ bình thường, không vấn đề gì cả. Xe thì đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 và dòng này bây giờ đăng kiểm là 6 tháng. Cam kết cho bác là xe đẹp, không có lỗi, mỗi tội là già yếu theo thời gian rồi. Đèn đóm thì hơi vàng vàng một chút, nhưng mà được cái là máy ngon gầm chắc. Xe này thì hiện nay đang có mỗi cái lỗi là cái bi lốc điều hòa là nó kém, em sẽ thay cho các bác. Đấy, đô chắc chắn là vậy rồi. Lốp dép thì mới cả dàn, xe thì vẫn còn cứng, la răng 6 chấu, phanh đĩa 4 bánh, đầy đủ luôn các chức năng. Ghế da của xe là ghế da zin nguyên bản, túi khí thì trong này là có đến 10 cái túi khí luôn. Có ga tự động cờ đuôi con trồ, nói thật các bác chứ con này không mua thì hơi phí luôn. Tất cả các chức năng của nó hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Và xe này, đây các bác nhìn này, trong xe vẫn còn như là mới nhá. Tất cả các cái đồ của xe hay là các cái chức năng hoặc là các cái phím nó vẫn còn rất là tươi mới luôn. Đây các bác nhìn ạ, vâng. 27 vạn km, 17 vạn mai, xe thì ngon như thế này, không mua thì hơi phí luôn. Đấy các bác nhìn này, trần của xe còn đẹp căng luôn như thế này. Đấy, trần còn đẹp căng. Ghế da là zin nhá, ghế da là nguyên bản từ hãng luôn đấy ạ. Và đến bây giờ dùng vẫn rất là ok. Dòng này thì nói chung là được cái là giá nó rẻ. Đấy, giá rẻ. Các bác mua những chiếc xe của Nhật Bản thì các bác biết rồi, đồ Nhật thì bao giờ cũng rất là đắt. Đắt nhưng sắt ra miếng, nó lại bền lành với thời gian. Mà con này thì sử dụng động cơ của nó là chỉ động cơ 2.5, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe 2.4. Vâng, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 đến 12 lít trên 100 cây. Nhưng bù lại thì các bác có một chiếc xe chạy rất là khỏe phê. Đấy, máy ngon gầm chắc, xe cứng luôn đấy các bác nhá. Đấy. Bên em thì chuyên mua bán những cái dòng xe như thế này, và hiện nay Jazz 4 thì bên nhà em có 3 con. Vâng, 3 con thì đều là bản 2.4. Chính ra là tưởng bản 3.5 khó bán, nhưng mà bản 3.5 thì bán ngay trong vòng một nốt nhạc. Còn bản 2.4 thì xe về nhiều, nên là bác nào mà thích cũng có thể có sự lựa chọn rất là thoải mái cho các bác. Với cái giá chỉ tầm loanh quanh khoảng 300 cho đến 350 thì các bác có rất nhiều sự lựa chọn về dòng Jazz 4 này. Và dòng này thì cũng một dòng xe ngon đấy các bác nhá, chạy rất là phê luôn. Các bác nào không biết thì các bác có thể là tra Google ấy ạ. Các bác gõ là Jazz 4 RAV4 ấy ạ, là các bác biết ngay là dòng này nó chất như thế nào rồi. Em này thì bên em mở về xong chưa có dọn dẹp đâu ạ, em cứ quay luôn cho các bác luôn. Đấy, kể cả ngay từ phần sơn tôn này, cái này này, nó là còn nguyên, nguyên zin nữa các bác nhìn này, gân tôn nó còn nguyên này. Đấy, tôn. Đấy, các bác nghe tiếng tôn không ạ, tôn rất là mỏng nhá. Và tôn này là sơn zin nguyên, chưa có động chạm ốc cà lê gì ở trên cái mặt cabo đấy cả. Đấy, phần trước của xe thì logo xịn sò, mặt catalan thì là nó mờ đen theo kiểu form đời 2007. Đây là một cái thiết kế đời 2007 đó các bác, thực sự nó phải nói là đẹp. Thế nhưng mà đến bây giờ thì nói chung là mẫu mốt thì bây giờ là đúng là theo thời đại thì cái dòng này nhìn nó vẫn cứ nuột là như mới. Thế còn đèn của chiếc xe, đèn này đèn zin, đèn nguyên bản luôn, đã bị ố vàng theo thời gian rồi. Vì cũng đã dùng đến 20 mấy vạn rồi, nhưng mà cái này nó vẫn còn chất các bác nhá. Các bác thích đánh bóng đèn nên nó bóng sáng thì yên tâm luôn. Còn đèn cản dưới của xe là đèn halogen, nó hơi cũ theo thời gian một chút rồi. Đấy, đèn sơn si của xe thì bóng sáng luôn này, toàn bộ sơn là bóng sáng, nó chỉ hơi bụi bẩn thôi, bám bụi thôi, cái này em rửa cái là sạch như các bác nhá.
Vâng, toàn bộ sơn cản của xe thì vẫn đồng đều đấy, không có lỗi, không có chảy xước. Bên này có chảy tí này, cái này em sẽ xì tút cho, vừa về mà. Vâng, xe vừa về chưa có làm một cái gì cả. Mà Z4 là một cái dòng xe rất là được thịnh hành luôn. Tại thị trường thế giới thì Z4 là một cái lượng xe bán nhiều gấp rất nhiều lần so với cái dòng Fortuner hoặc là cái dòng Innova tại Việt Nam. Ở mình thì cứ cái dòng xe nào ở nước ngoài người ta bán chậm thì ở mình lại đi nhiều. Thế là đâm ra là những cái dòng này thì chỉ có những người người ta am hiểu và người ta mua cái dòng xe nhập khẩu ấy thì người ta mới biết ạ. Lốp 225-65R17 các bác nhá, la răng 6 chấu, đấy, phanh đĩa. Và con này đi ít đến mức độ mà phanh nó vẫn còn han han này các bác nhỉ. Đấy, em mua là bác chủ bác ấy để ở trong gara và bác ấy không đi. Bác ấy để nguyên, bác ấy đi công trình, công trường suốt ngày. Thế là chiếc xe này bác ấy để nguyên và bác ấy đi con bán tải của bác ấy. Thành ra là con này bác ấy đi ít. Vâng, đi ít em này thế, thành ra là xe vẫn còn rất là ngon. Thơm lừng góc phố luôn các bác ạ. Vâng, xe rất là đẹp nhá các bác nhá. Đấy, kính là kính zin. Kính từ AGC Mobile zin này. Đấy, hàng rất là xịn sò. Đấy, tôn vỏ này. Đấy, nhiều bác thì bảo là sao mà nó con này nó lại vẫn còn như vậy. Thì đấy, xe về chưa có dọn dẹp thì nó sẽ bụi bẩn lên một chút. Đấy, nhưng mà bù lại thì các bác có một chiếc xe rất là đẹp luôn. Một chiếc xe rất là ngon. Đấy, động cơ máy 2.4 ăn xăng vừa phải. Đấy, tiết kiệm và tất cả các chức năng của xe thì vẫn hoạt động hoàn toàn ok. Có mỗi cái phần kính điện này là em tí em sẽ kiểm tra, vì là kính điện hiện nay là đang không thấy lên xuống. Thì sẽ cho kiểm tra ba cái kính còn lại. Đây, không à, cái khả năng là cái phím bấm tổng. Cái này thì bình thường thôi quá. Tất cả các cái này thì sẽ kiểm tra và chỉnh chọt bình thường, không vấn đề gì các bác nhá. Vâng. Toàn bộ cửa của xe thì em sẽ kiểm tra và đảm bảo cho các bác, chủ yếu là chất máy thôi. Đấy, đây các bác nhìn này, tem của nó còn nguyên này. Đấy, tem nó còn nguyên này. Tem dán còn nguyên này. Tem lốp để còn nguyên này. Đấy, và tem dưới này còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn này. Tất cả tem còn nguyên. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu sản xuất năm đâu à? 2007. Đây này, Made in Japan này, sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy, cái đoạn này thì em nhìn mãi chưa thấy 2007 đâu. À đây đây, tháng 9 năm 2007 này. Đấy, xe tháng 9 năm 2007 nhé các bác nhá. Vâng, một chiếc xe chạy rất là ngon luôn. Này, ốc còn chưa ra này, ốc còn nguyên này. Đấy các bác nhìn này, đấy, ốc là còn nguyên, chưa có động Kletovit nhá. Chưa có động dụng cụ tháo mở luôn. Đấy. Xe rất là ok. Và con này thì có cả túi khí cho người lái, 10 túi khí xung quanh xe cơ mà. Vâng. Vô lăng là 1 này, bên kia là 2, hai ghế là 3 4. Ở trần này, dọc cột này là 5 6 7. Đấy, 8. Rồi còn bên dưới là 9, đấy 10. Đấy, 10 túi khí, một chiếc xe rất là được nhiều công nghệ tích hợp ở trên đây. Đấy, túi khí an toàn thì ngập trời quanh xe. Mà nội thất xe thì rất là rộng rãi nhá, thoải mái luôn, chân cẳng rẻ rũi thoải mái cho các bác luôn. Đấy, trần nè, các bác nhìn là trần rất là đẹp luôn. Căng nét luôn, sáng láng luôn. Chỉ keo thì bao đẹp, bao zin. Đây chỉ nguyên bản này. Đấy, các bác đi những cái dòng này thì rất là yên tâm luôn nhá. Chỉ keo bao zin đẹp cho các bác luôn. Xe vừa về mà chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, xe người ta để lâu thành ra là đấy các bác ạ. Những bác nào mà quan tâm đến những dòng xe này thì các bác cứ điện thoại cho em Vũ Duy Ô Tô. Bên em thì chuyên những cái dòng xe như thế này nhá các bác nhá. Đấy, khổ lắm, nhiều bác cứ bảo là xe này có lỗi gì không thì đấy, em báo lỗi rồi đấy. Vâng, mình cứ xe có sao báo vậy, còn đâu là cái việc dọn dẹp chỉnh sửa thì chắc chắn là việc của mình rồi. Sẽ làm cho nó thực sự là đẹp luột là cho các bác. Đèn hậu của chiếc xe là đèn zin. Đấy, sử dụng hệ thống đèn led hậu. Đấy, led này. Đấy, các bác nhìn nhá, led này, rất rõ ràng, led bóng rồi. Và đèn rồi tem nhãn của xe là đầy đủ, không có lỗi lầm. Lốp treo. Đấy, lốp treo Michelin. Cái này đúng ra nó có một cái bầu lốp nhưng mà con này là đã bị mất bầu lốp rồi thì cái này không vấn đề gì. Đấy, có bác chủ với bác ấy không ấy thì mình sử dụng bầu lốp vải cũng được. Còn đâu về chỉ keo của xe thì bao đẹp cho các bác à. Đấy, chỉ keo bao luật là mỗi tội là con này thì bác ấy chở trước là bác ấy cũng hay chở đồ cơ khí. Đấy, thế nên là thành ra là đồ nghề nó hơi bị trông nó hơi bẩn một chút. Đấy, còn về phần chất của xe thì đấy, ghế này, ghế gập nhá. Riêng cái dòng này nó thiết kế rất là hiện đại, các bác có thể gập thành một cái sàn để cực kỳ nhiều đồ luôn. Đấy các bác à, đấy, gập thành một cái sàn phẳng để rất rất nhiều đồ nhá. Và dòng Z4 là một cái dòng xe thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản rồi. Đấy, xuất khẩu toàn thị trường châu Âu, châu Mỹ thôi. Đây là mới là một cái hàng ghế này thôi nhá. Đây em sẽ hạ tiếp hàng ghế này xuống cho các bác này. Cái dòng này thì nó để nó tiện dụng lắm. Vâng, đây. Đấy các bác thấy chưa? À, một cái sàn phẳng như thế này thì em hỏi thật các bác chứ mình chả để được nhiều đồ. Đấy, siêu nhiều đồ luôn.
cực kỳ tiện luôn. Đấy, cái khoảng không gian để bên trong xe này cực kỳ rộng rãi. Cái ghế bên này là úp được xuống nha bác nhá. Vâng, ghế bên này vẫn úp bình thường. Đấy, em sẽ mở tiếp cái ghế bên đấy ra để cho các bác xem hình dung luôn là xe người ta tiện lợi đến mức độ nào. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, sàn phẳng luôn này. Đấy. Các bác mà chở đồ, các bác chơi con này thì nói là các bác là 7 chỗ rồi chở đồ các thứ là rất là yên tâm. Đặc biệt là những cái đồ dài đến 2 mét thì con này vẫn chứa được nhá. Đồ dài 2 mét là thoải mái luôn. Đấy, rộng như thế này. Và cái thể tích khối của chiếc xe này thì nó là một chiếc xe đa dụng, nên là cái thể tích khối rất là thoải mái luôn. Đấy, các bác nhìn này, rộng rãi tiện lợi như thế này. Đấy, xe đẹp nhá. Vâng, xe nói chung là người ta vẫn còn rất là chất luôn. Đấy, các cái đinh hàn nó còn nguyên này, không có đâm đụng mà, các bác yên tâm. Vâng, dòng này đây, các bác nhìn này, keo dưới này, đấy, keo dưới này nó còn đẹp như này. Đấy, không có han một mọt nhá, như những cái chiếc xe mà bị đâm va tai nạn đâu ạ. Bên em thì đi kiểm tra xe thì cũng đã kiểm tra test kỹ hết rồi, nên là các bác yên tâm. Vâng, đây là một cái dòng xe lồi đồng cối đá bền lành với thời gian, giá thì thơm như muối mít, nên là bác nào mà yêu ấy ạ thì các bác cứ nhanh tay mà sang bên em xem xe thôi. Vâng, nói chung là những cái dòng này thì không phải nghĩ ngợi gì. Còn các cái chức năng ví dụ như là kính điện này, rồi bi lốc điều hòa thì em sẽ làm cho các bác. Vâng, vì là những cái đấy là những cái mà cơ bản rồi. Đấy, những cái cơ bản thì chắc chắn là mình phải làm cho các bác, để làm sao các bác có một chiếc xe luột là. Và đương nhiên là phải dọn chứ. Vâng, dọn thì nó đẹp hẳn lên rồi. Nhưng mà em muốn quay một chiếc xe mộc, quay một chiếc xe mộc để cho các bác biết rằng là xe nó vẫn còn rất là đẹp. Đấy, xe nó còn cứng gáp luôn. Đây các bác nhìn các cái ốc này nó còn chưa động một tí cờ lê cờ tô vít nào. Sơn này đều là sơn zin đấy các bác nhá, sơn nguyên bản đấy ạ. Vâng, chưa có bả tỉa gì đâu. Đấy. Vâng, một dòng xe lồi đồng cối đá bền lành với thời gian, giá thì thơm như muối mít. Đấy. Vừa về cửa hàng em xong, hơn 300 triệu thôi ạ. Chỉ nói chung là nó so với dòng SUV thì con này vẫn còn rẻ chán. 2,7 kể cả các bác mua những cái dòng Fortuner ấy ạ, giá nó cũng đã nhỉnh, nhưng mà con này mua mới còn hơn 2 tỷ cơ. Thế mà bây giờ các bác chỉ bỏ ra một cái số tiền thơm rẻ như vậy thì nói cho các bác là đây là một chiếc xe quá tuyệt vời. Lại còn có cả ga tự động cruise control luôn này. Đấy các bác nhìn nhá. Ga tự động luôn, không thiếu một cái gì. Máy thì êm, máy đang nổ nhưng mà rất là êm luôn. Nói thật các bác là em đứng đây là không nghe tiếng máy rồi. Máy rất êm. Đấy. Động cơ máy rất êm. Và con này thì động cơ nó dùng chung với cái động cơ của máy Camry 2.4 các bác nhá. Động cơ VTVI 16 van đấy ạ. Vâng, máy rất là khỏe và cái dòng này máy nó rất là lành, tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và giá nó rất là yên tâm. Đấy, cái dòng này sửa chữa bảo dưỡng định kỳ thường xuyên cũng rất là ok. Đấy, số cùng số máy thì nhìn nó phát thấy ngay. Đấy, và đây là ắc quy. Con này ắc quy cũng đã được thay rồi. Đấy, đầu răng nó cứ tai đèn đây của nó còn nguyên nguyên này. Đấy, xe là cam kết cho bác là không có lỗi lầm nhá. Không lỗi lầm, không đâm va, không tai nạn ngập nước. Xe là chưa có rửa dọn đi đâu ạ. Đấy. Ê, khoang máy thì hơi sạch một chút, nhưng mà cái đấy là bác chủ bác ấy lau lâu rồi. Bác ấy để thôi, bác ấy cũng chẳng làm gì cả. Đấy, xe rất là ngon. Đấy, em chống cái máy quay cái xong rồi ta sẽ cùng đi xem phần nắp hơi thừa. Cứ phải xem. Vâng, riêng những dòng xe cũ này là mình cứ phải xem cái hơi thừa này. Đấy các bác này, không có tí hơi thừa luôn luôn. Đấy. Không có tí hơi thừa đâu nhá, không có hơi thừa, nhưng mà cái phần trục cam thì nó ở ngay sát cái mặt đấy ạ. Nên là nó sẽ có một tí dầu mỡ bắn ra, thì cái này là mình chỉ cần nhìn là không có khói phụt lên là ok rồi. Vâng, xe ngon là như vậy. Vâng. Đấy, còn này, dầu này, các bác nhìn này, dầu này. Ai chà. Dầu này theo em đánh giá tầm khoảng chạy khoảng 2000 cây nữa không thay. Vâng, chứ bây giờ thay ngay cũng phí tiền, nó không đen. Dầu thì cũng yên tâm rồi, khoang máy thì sạch sẽ. Đây các bác nhìn này, cái thảm cách nhiệt ở khoang máy này nó còn đẹp như này. Nó không bị như kiểu là rửa dọn khoang máy mà nó phun tét nhè ra, không có. Vâng, vẫn còn nguyên nhá. Một chiếc xe rất là hiện đại luôn, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Là dòng này thì nói chung là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản rồi. Đi rất là yên tâm. Đấy, tôn cabo mỏng te luôn. Và gầm đây cho các bác xem gầm bên này. Con này thì nói chung là gầm của nó thì khỏi bàn. Đây các bác nhìn gầm nhá. Đấy, em này dẫn động cầu trước, máy gầm súp, con súp rất đẹp luôn. Đấy, gầm đẹp căng luôn. Không hề lỗi luôn này. Đấy. Xe ngon giá chất mà nói chung là tầm hơn 300 thì có nhiều lựa chọn, nhưng mà với lựa chọn dòng súp thì đây là một chiếc xe vừa rẻ vừa ngon vừa chắc chắn. Đó. Bác nào mà yêu thích chiếc xe này thì điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô nhá. Đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu cho mình một chiếc xe tuyệt vời. Với bên em Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác.